Và trong phần 3 này, trong phần 3 này sẽ có ba người hỏi mình. Và thầy ví dụ như ba cái tên là Mary, Peter và Jackson. Ba cái tên này hỏi nhiều lắm, hỏi bla 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 bla, kệ nó, không quan tâm nó hỏi cái gì cả. Vậy quan tâm bây giờ quan tâm cái gì? Quan tâm câu hỏi cuối cùng nó hỏi cái gì vậy? Câu hỏi cuối cùng nó muốn nói chuyện gì vậy? Mình nhìn câu hỏi cuối cùng này. Bạn muốn biết gì về đất nước Anh vậy? What do you want to know about UK? UK là nước Anh. Câu hỏi số 2. Có bao nhiêu người trong gia đình của bạn vậy? Và các bạn thích làm gì với nhau? Câu hỏi số 3. Mày đang sống ở đâu vậy? Đó, nó nói cái gì kệ nó. Nó nói cái gì kệ nó. Chúng ta nhìn cái câu nè. Có dấu chấm hỏi rồi người ta trả lời. Câu cuối cùng, đa số là câu cuối cùng. Câu cuối cùng là câu hỏi của nó. Rồi, bây giờ thầy cho chúng ta sẽ chỉ mọi người cách trả lời. Chỉ mọi người cách trả lời để đạt được điểm tuyệt đối. Mọi người xem cách trả lời đây. Người A, mình trả chứ nhé. Cố gắng một người chắc đủ từ 30 đến 40 từ là điểm đẹp nhất các em ạ. Sai ngữ pháp vẫn được. Nhớ nè. Mọi người nhớ nè. Sai ngữ pháp vẫn ok. Đúng không? Sai từ vựng. Lỗi từ vựng chứ lỗi chứ không phải là sai. Lỗi từ vựng vẫn ok. Ngoại trừ những ai muốn trình độ C. Hãy lưu tâm. Hãy lưu tâm. Yeah. Bắt đầu thầy viết này các bạn. Thầy viết này nhé. Hãy. Chào hỏi người ta đi đã. Chào hỏi. Rất vui khi nói chuyện với bạn. Hi, is it glad to talk to you? Chào hỏi nói trước rồi viết. Rồi, giống như phần viết 2 là gì? Gõ câu hỏi lại rồi trả lời. Gõ này, thầy cho mình gõ này. You want to know? Thầy gõ lại. I want to know about. Bạn muốn biết về cái gì? Tôi muốn biết về. Biết về gì ta? Ẩm thực. Food. Được không? Thời trang. Fashion. Được không? Và gì đó, và âm nhạc đi, và âm nhạc ở nước Anh, in UK. Như bạn nói, thầy ơi, em trả lời nghe đây là em được mấy điểm rồi? Em đã được 5 hoặc 6 điểm rồi. Nhưng em hãy nhớ rằng, em sẽ đạt được điểm tuyệt đối nếu em trả lời đủ số từ. Vậy em hãy đếm xem ở đây em được bao nhiêu từ. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 từ. Và em thiếu 11 từ nữa. Em ché ra, em ché thêm. Ché những cụm từ này. Đặc biệt. In particular. Hồi nãy giờ các bạn thấy là dùng chữ này nhiều không? Đặc biệt là gì? I want to visit. Đặc biệt là tôi muốn viếng thăm nơi ở của nữ hoàng Diana. Cái bà này, bà nữ hoàng này mất rồi nhưng mà rất là nổi tiếng đúng không? Ai cũng biết cả rồi. Rồi, như vậy lúc này nó đủ từ rồi. 19, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 11, đủ 30 từ. Mọi người thấy dễ không? Như vậy, đi thi khác nhau là khác cái này nè. Khác cái này nè, đúng không? Đó, khác cái này, đúng rồi. Thay vì thầy thích nữ hoàng Diana, thì các bạn nữ thì không thích Diana nữa. Các bạn ấy sẽ đi thăm tháp Big Ben và đến nhà của cầu thủ nào đó để xin chữ ký. Tùy mọi người. Mọi người sửa cái ý vào. Mọi người hiểu thấy không? Sửa cái ý vào. Vậy mỗi người sẽ có mỗi ý khác nhau. Cái màu xanh xanh đó là phải khác nhau. Còn màu đen đen là cái có sẵn. Là cái mọi người viết xuống nè. Câu này là câu chào hỏi nè. Đúng không? Mình chào hỏi dài. Mình chào hỏi dài. Chào hỏi này được mấy từ? 2, 4, 6, 8 từ. 8 từ. Đúng rồi. Rồi. Thằng B hỏi dễ ồn. Nghe thầy nhé. Thằng B hỏi nhé. Rồi mình trả lời thằng B này các bạn. À hỏi. Sorry. Rồi vẫn chào hỏi giùm thầy nghe. Hi, is it glad to talk to you? Có bao nhiêu người mình kể ra? There are. Nhà thầy thì đông. Nhà thầy 6 người. Thầy kể there are 6 people in my family. Chấm cái. Nhớ. Thấy thầy dùng viết đơn giản không? Thầy dùng câu ngắn gọn. Thầy chấm rõ ràng. Thầy không ghi quá dài. Thầy không ghi quá dài. Thầy ghi rất ngắn gọn. Rất dễ dàng. Rất đơn giản. Rồi. Họ là ai? Họ là bố của tôi, mẹ của tôi. Đúng không? À, hai người rồi đúng không ạ? Hai người em gái của tôi. Đúng không? Là mấy người rồi? Bốn rồi đúng không? Ok rồi. Anh trai của tôi, older brother và tôi, nó sáu người đấy, mình kể đấy. Rồi, các bạn thích làm gì với nhau? You là bạn, bạn ở đây là gì? Bạn là các bạn, là các thành viên gia đình. Cho nên nó là chúng tôi. We like
Chúng tôi thích gì? Tôi thích shopping và xem phim. Đó, mình trả lời đơn giản như thế này. Mọi người thấy đếm từ rồi. Đây là 8 đúng không? 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 33 từ. Oh yeah. Mọi người xem có câu nào khó không? Không, không có từ nào mới luôn, đúng rồi. Ở đây có thể từ này mới với một số bạn nam thôi, đúng rồi. Nhưng mà nhiều bạn nam cũng rành cái này rồi. Còn lại cái nào cũng cũng rõ ràng, cái rõ ràng đúng không? Đủ số từ quy định mà. Như vậy nỗ lực giùm thầy được cái này không? Được chưa? Vậy chúng ta phải viết và phải viết. Rồi, mọi người thử viết thằng C này giùm thầy thôi. Mọi người thử trả lời nhân vật Jackson giùm thầy. Mọi người thử trả lời nhân vật Jackson. Đấy, thử trả lời cái này. Trả lời 30 từ giùm thầy để xem. Thầy đang chờ mọi người làm thử nhé. Thầy sẽ cho mọi người 3 phút để ngồi thư giãn và làm thử, gửi thầy xem. Thông qua hai cái ví dụ của bạn mình, thầy cũng có cách làm của riêng thầy. Đang sống ở đâu và nó như thế nào, thầy làm thử nhé. Thầy vẫn dùng chữ gì đây các em? Hi, is it glad to talk to you? Đúng không? I am living in Đồng Nai Province. Tôi đang sống ở tỉnh Đồng Nai Province. Province, đúng không ạ? Nó là một cái tỉnh nhỏ thôi. A small province, province in Vietnam, đúng không? Và nó thì rất đẹp, nhỏ nhưng nó rất đẹp, nó rất là đẹp, đúng không? Với những cái quang cảnh, với những cái quang cảnh như là quang cảnh gì? Với những quang cảnh như là kể ra những landscape, với những quang cảnh như là gì ạ? Dưới Đồng Nai, dưới chỗ thầy thì có núi Chư Chàng Mountain, đúng không? Chùa Gia Lão Pagoda, lên tí, nó là sông Đồng Nai luôn, kệ thầy chứ, đúng không ạ? Rồi, nói thêm nữa thì con người ở đây rất là chảnh chó, ví dụ anh là rất là thanh thiện và tốt bụng, tùy mọi người, đúng rồi. Như vậy mọi người xem thầy trả lời được bao nhiêu từ đây? Mọi người thầy coi trả lời bao nhiêu từ ha? Được 45 từ, dài quá, thầy phải bỏ bớt, thầy bỏ cái này, đó, như vậy là được 40 từ đấy. Đúng rồi, như vậy tôi sống ở Đồng Nai, một cái tỉnh nhỏ thôi nhưng nó đẹp lắm, với nhiều quang cảnh như núi Chư Chang, chùa Gia Lào, sông Đồng Nai, sông Thị Vải gì đó, chùa Một Cột rồi chùa Minh Hiệp gì đó. Mọi người biết cái gì đó mọi người kể ra, biết cái gì đó mọi người kể ra. Kiểu sách đạt không dùng dấu hai chấm đâu, quên. Đã sách đạt thì không dùng dấu hai chấm, thầy quên. Chứ Chư Chang Mountain mọi người kể ra, đúng rồi. Như vậy mọi người thấy dễ khó, dễ mà. Khó khăn của bạn khi làm phần 3 này là gì? Là các bạn chưa được học cái format của nó, và mọi người chưa nhìn thấy câu hỏi, cho nên đi thi mọi người bị tâm lý. Nhưng bây giờ đã khác rồi, bây giờ mọi người đã thấy câu hỏi rồi, và mọi người đã trải nghiệm được cách làm của riêng bạn, riêng từng người rồi. Và lúc này nó dễ đúng không ạ? À? Thấy nó dễ hơn rồi đúng không ạ? À? Rồi bây giờ qua câu lạc bộ số 2. Nhớ, một bạn đi thi chỉ thi một câu lạc bộ thôi. Ví dụ như bạn Huy Rượu thi câu lạc bộ nhà cửa thì bạn sẽ thi 3 câu này. Nếu bạn Thảo Huỳnh bạn thi câu lạc bộ sức khỏe thì bạn sẽ thi 3 câu này. Đấy, câu lạc bộ sức khỏe. Thấy không? Câu lạc bộ số 2, câu lạc bộ sức khỏe. Rồi. Như vậy nó hỏi gì bơ la la kệ nó các bạn, hỏi gì nhiều lắm, kệ nó, không quan tâm câu hỏi của nó. Mình nhìn câu hỏi cuối cùng của đề thôi. Đấy, thằng Mary hỏi gì? Mày nghe như thế nào về câu lạc bộ? Câu lạc bộ này là câu bộ gì? À, câu lạc bộ này là câu lạc bộ sức khỏe. Như vậy nghe cái gì? Nghe về máy móc, về con người, về học phí, về không gian lớp học. Đó là những cái mình nghe. Nhưng bây giờ viết thành câu thì viết thành từng câu ngắn gọn, đơn giản giùm thầy. Thầy viết này các bạn. Hi, is it glad to talk to you? Dùng câu này là biết học trò của ai liền. Dùng câu này là biết ngay học trò của thầy. Đúng rồi. Đấy. Thầy có một cái chiêu để mà nhận biết sinh viên hay lắm. Oh, ok rồi. Mình nghe cái gì? I hear, tôi nghe. Tôi nghe gì ạ? Tôi nghe rằng, mọi người dùng chữ rằng cho thầy. Vì sao? Mình dùng chữ I hear that là mình sẽ dùng được câu này. Tôi nghe rằng cái gì nè? Tôi nghe rằng này, câu lạc bộ thì rộng lớn. Rộng lớn là gì? Thầy không, nếu thầy không biết chữ spaces thì thầy sẽ ghi chữ big, rộng lớn và hiện đại. Đúng không? Hiện đại chắc. Mọi người đi thấy mọi người đổ cái ý này. Mọi người đổ ý này, rộng lớn và hiện đại là sao nữa? Rồi rồi học phí của các lớp học.
học phí của các đại học thì rất là rẻ, đúng không? Rất là rẻ. Đấy, chấm. Đặc biệt là thầy dùng một chữ này cho hay, đặc biệt là gì? Đặc biệt là gì ạ? Những giáo viên, và các thành viên thì rất là thân thiện và tốt bụng. Oh yeah. Đúng không? Friendly and kind. Mọi người thấy thầy trả lời dễ không? Mọi người thấy thầy trả lời dễ không? Đấy, như vậy đủ từ rồi nè. Đủ được 32 từ xong, đủ được 32 từ xong. Đấy, mọi người thấy dễ. Như vậy chúng ta kể cái gì cũng được. Nhớ những ý này mọi người có nhiều cách để mọi người kể ra. Mọi người kể về máy móc, mọi người kể về thành viên nữ, thành viên nam, đúng không ạ? Đấy, rồi có nhiều cái để mọi người đọc. Còn chữ achieve là đạt được cái gì? Vậy có nghĩa rằng bạn muốn đạt được điều gì sau khi bạn tham gia câu lạc bộ này? Chữ achieve là bạn muốn đạt được điều gì? À, tôi muốn có thêm nhiều người bạn. Tôi muốn có một cơ thể đẹp. Tôi muốn giảm ký, đúng không? Rồi tôi muốn làm quen với thầy giáo để mà đi ngày 14 tháng 2 gì đó, tùy mọi người. Như vậy đây là những cách mọi người sẽ viết và mọi người triển khai ra. Vậy thầy viết theo cách của thầy nhé. Rồi mọi người sửa theo ý của mọi người sau nhé. Rất là vui khi nói chuyện với bạn. Rồi, I want to. I want to này. Câu hỏi mà đúng không? I want to gì? Tôi muốn giảm cân là gì? Lose weight. Tôi muốn giảm cân. Giảm cân. Rồi, sao nữa? Tôi hy vọng rằng những người giáo viên của tôi sẽ dạy tôi. Dạy tôi là thích mỹ. Những bài học yoga, đúng không? Bài học yoga để có một cơ thể đẹp, a nice body. Đấy. Các bạn nam đúng không? Các bạn nữ tùy, đúng không? Nè, giáo viên của tôi dịch này sẽ dạy tôi dạy cái gì? Những bài học yoga để cái gì? Để có một cơ thể đẹp. Ok. Rồi, đặc biệt là in particular, mọi người thấy là dùng cái này hoài không? Đặc biệt là tôi muốn có thêm nhiều người bạn. Mọi người, I want to have more friends. Mọi người thấy đơn giản. Mọi người lúc này mọi người thấy thầy gõ được bao nhiêu từ? 36 từ. 36 từ. Vậy có nghĩa rằng các bạn ơi, bạn nghĩ như thế nào về facilities? Facilities là máy móc trang thiết bị tại câu lạc bộ. Nhớ học với thầy hôm nay nè. Facilities là máy móc trang thiết bị tại câu lạc bộ. Máy móc trang thiết bị tại câu lạc bộ là facilities. Vậy chào cho thầy coi. Chào cho thầy. Được không? Tôi nghĩ rằng mọi người thấy đây dùng rằng không? Tôi nghĩ rằng máy móc thì hiện đại và mới. Hiện đại và mới, thế nào là hiện đại và mới? Rồi thầy nói thêm, tất cả chúng được made in China. Tất cả chúng đều được sản xuất ở Trung Quốc. Vì vậy, chúng tôi không có vấn đề khi sử dụng. Mọi người thấy thầy ghi đơn giản không? Mọi người đổi nước đi. Mọi người về nói, à, tất cả chúng đều sản xuất ở Đức, ở Nhật Bản. Vì vậy chúng tôi không có vấn đề nào cả. Hiểu không ạ? À? Vậy sửa lại sơ sơ vài ba từ thôi là điểm của mọi người đã khác nhau rồi. Mọi người hiểu không ạ? À? Bạn giúp giùm thầy nè. Thầy biết các bạn đang ngợp. Các bạn ngợp. Bởi vì phần 3 này nhiều từ quá, rối quá, không làm được. Kệ nó các bạn. Quan trọng các bạn học với thầy, các bạn nói, à, ông thầy này nói nghe về câu lạc bộ là nghe máy móc trang thiết bị con người. Ông thầy này nói chữ achieve là muốn có cái gì, muốn có cơ thể đẹp, muốn có một sức khỏe tốt, muốn giảm cân. Ông thầy này nói facility là máy móc, là trang thiết bị. Vậy ngồi viết những cái gì mình hiểu, mình liên quan về nó mình viết. Bởi vì phần 1, phần 2, phần 4 mình tốt rồi, mình được 35 điểm rồi, phần này viết được 5, 7 điểm thì tốt, không viết được cũng phải viết. Hiểu không ạ? Rồi, tại vì các bạn đang ngợp lắm, nhưng bình tĩnh đi, mọi chuyện sẽ yên bình nếu mọi người thật sự nghiêm túc. Rồi, bây giờ mọi người có câu hỏi nào cho hai câu lạc bộ đầu tiên này, mọi người hỏi nghe. Hỏi đi, rồi chúng ta sẽ sang câu lạc bộ số 3, nó dễ hơn. Rồi chúng ta như vậy chúng ta đã được hai câu lạc bộ rồi đúng không các em? Bây giờ qua câu lạc bộ số 3 này, câu bộ ngôn ngữ này. Câu bộ này hay ra lắm các bạn. Đấy rồi. Đó.
Nó hỏi cái gì kệ nó, hỏi nó dài lắm các em, câu hỏi nó dài lắm các em ạ. À. Đấy, các em thử trả lời cho thầy câu A thử xem. Thử trả lời thầy câu A thử xem nhé. Có một sự tương tác với thầy học nó hay hơn nhé. Rồi, à, như vậy nó câu A nó hỏi gì? Tại sao mày lại học khoa học này? Khoa học này là khoa học gì? Khoa học này là khoa học ngôn ngữ. Khoa học này là khoa học ngôn ngữ. Vậy tại sao bạn lại tham gia khoa học này? Rồi, mọi người trả lời thử xem. 3 phút bắt đầu. Để cho mọi người làm, mọi người tương tác với thầy cho quen nhé. Muốn để tìm kiếm một người bạn, người có thể giúp phát âm của tôi, giúp tôi phát âm đấy. Như vậy, câu này, hai cách trả lời của bạn mình và một cách trả lời của thầy. Mọi người thấy đấy, có nhiều cách viết khác nhau. Để làm gì? Để đập vào mắt của bạn, để đập vào suy nghĩ của bạn là các bạn hiểu. À, tham gia khoa học này bởi vì cải thiện từ vựng và giúp đi du lịch. Làm gì nữa? Cải thiện kỹ năng và giúp giao tiếp người nước ngoài. Cải thiện tiếng Anh và giúp phát âm. Đấy, mọi người thấy có nhiều cách viết khác nhau không ạ? À? Vậy mọi người hãy viết đi. Mọi người hãy viết đi, mọi người sẽ làm được và mọi người sẽ làm rất là đỉnh. Thầy dùng một chữ làm rất là đỉnh. Mọi người hết. Rồi. Ok, tiếp ạ. À. Rồi, thằng Bi hỏi gì? Bạn nghĩ sao về khoa học này? Bạn nghĩ sao về khoa học này? Và cái kỹ năng nào, cái gì là khó vậy? Bạn nghĩ sao về khoa học này? Và cái gì là khó vậy? Cái kỹ năng nào là khó vậy? Đấy, như vậy thầy viết thôi. Thầy viết rất đơn giản hải. Is it black to talk to you? Tôi nghĩ rằng I think that, đúng không? Khoa học thì rất bổ ích và thú vị, đúng không? Useful là bổ ích, interesting là thú vị. Useful là bổ ích và interesting là thú vị. Vì sao bổ ích, vì sao thú vị? Thầy nói ra, I can play game to learn English every day. Tôi có thể chơi game để học từ vựng mỗi ngày. Chơi game học được từ vựng luôn mới ghê. Đặc biệt là In particular, đặc biệt như người ta hỏi với sao? Cái nào là khó vậy? Đặc biệt kỹ năng nghe thì khó. Nên đối với tôi. Đấy, mọi người cứ nói như thế này đơn giản mà. Mọi người nói như thế này rất đơn giản. Được bao nhiêu từ? Được 34 từ. Thầy nói đùa một cái này. Những bạn nam trường công thương, em yếu quá đúng không? Em ghi như vậy được rồi. Em ghi như thế này. Em ghi cost is good. Oh yeah. Listening difficult. Nó hiểu. Tụi thầy sẽ cho điểm. Sorry mọi người mất ngày. Rồi, em ghi ngang đây là em cũng đã được 4 điểm rồi. Dạy gì em không ghi. Hay các bạn nam con thương hiểu không? Em cứ viết đi, viết như thế là được. Viết như thế là được, mọi người đừng bỏ là được. Ở đây là gì? Ở đây là những bạn khá khá hơn, những bạn đỉnh đỉnh hơn, những bạn giỏi giỏi hơn. Còn mình, xin lỗi cho thầy dùng một từ, mình gà, mình viết theo kiểu gà. Mình gà, mình viết theo kiểu gà. Đúng không ạ? Thầy qua thằng Si. Bạn hy vọng làm gì sau khóa học này? Bạn hy vọng làm gì sau khóa học này? Thầy cũng vẫn ghi đơn giản nó hái. SC glad to talk to you. Đúng mọi người, to you. Đúng rồi. I hope to. Tôi hy vọng làm gì? Tôi hy vọng để trở thành một cái giáo viên tiếng Anh đi. Ví dụ như an English teacher. Bạn trở thành biên dịch viên cũng được, phiên dịch cũng được, nhân viên văn phòng cũng được, nhưng gắn với chuyện tiếng Anh là được. Tôi muốn trở thành một giáo viên tiếng Anh, đúng không? Rồi sau đó và after that, sau đó tôi sẽ mở một trung tâm an English center, một trung tâm, đúng không? Để dạy cho những trẻ em nghèo. Cuộc đời nó vậy thôi, chẳng bao giờ mình giúp những người nghèo cả. Xin lỗi mọi người, các bạn không có rộng lượng tới nỗi bạn mọi người giúp đỡ những trẻ em nghèo đâu, nhưng mình quăng bom. Đặc biệt là tôi sẽ sử dụng tiếng Anh cho những chuyến du lịch tương lai của tôi, for my travel, cho những cái đợt đi du lịch travel, rồi cho những cái chuyến đi du lịch tương lai của tôi. Mọi người thấy không? Như vậy cái hy vọng ở đây là cái tương lai.
Và cái hy vọng ở đây là cái sẽ gắn liền với khoa học. Khoa học này là khoa học gì? Khoa học tiếng Anh. Hiểu không? Như vậy mình nói gì? Mình nói gì đó các bạn? À, tôi hy vọng là trở thành giáo viên tiếng Anh này. À, tôi sẽ mở một trung tâm tiếng Anh này. Rồi tôi sẽ sử dụng tiếng Anh này để mà đi du lịch. Đó, mọi người có nhiều cách cho mọi người nói. À, ví dụ như một bạn nữ rồi đó, à, tôi hy vọng để mà lấy một thằng chồng Iraq này, bởi vì tôi có thể sử dụng tiếng Anh với nó mỗi ngày nè, và điều đặc biệt là tôi sẽ viếng thăm Iran nè. Okay. Iraq gì đó, tùy mọi người, nó gắn với chuyện tiếng Anh một tí là được. Hiểu không? Dễ thôi, không có gì phức tạp cả. Thêm một câu lạc bộ tiếp theo mọi người ạ. À, thằng này nó hỏi nhiều lắm, kệ nó các bạn, kệ nó, rồi chấm. Thằng B cũng vậy, hỏi nhiều lắm kệ nó, chấm. Hỏi nhiều lắm kệ nó, chấm. Chấm, kệ nó, bình thường, không sao hết. Rồi, bắt đầu. Tại sao bạn lại tham gia câu lạc bộ thể lực thể hình? Hay chữ fitness này còn có một nghĩa nữa là câu lạc bộ thể dục thể thao. À, câu lạc bộ thể dục thể thao đấy, nó tương tự câu lạc bộ sức khỏe. Chẳng qua nó dùng chữ fitness, nó dụ mình thôi. À, bắt đầu thầy ghi nha. Hi, is it glad to talk to you? I join fitness club because, bởi vì tôi muốn gì? Tham gia câu lạc bộ sức khỏe là mọi người muốn cảm thấy khỏe hơn luôn, to feel stronger, cảm thấy khỏe hơn và gì nữa, và có nhiều người bạn, have many friends. Hãy rồi giải thích ra mình thêm ý đi. À, và tôi hy vọng rằng người giáo viên của tôi nhé, my teacher, người giáo viên của tôi sẽ hỗ trợ tôi, sẽ giúp tôi để có được một cái have good health, để có sức khỏe tốt. Đó, mọi người cứ ghi như thế này sao? Đâu sai gì đó, được 33 từ. Như vậy đây, tham gia câu lạc bộ này bởi vì cảm thấy khỏe hơn và có thêm nhiều người bạn, và điều hy vọng rằng là những người giáo viên sẽ dạy để mà sẽ giúp có một sức khỏe tốt, cường tráng hơn. Mọi người thấy chưa? Như vậy cái ý tưởng là riêng của từng người. Ý tưởng là riêng của từng người. Mọi người viết theo cách mọi người cảm nhận, viết theo cách mọi người hiểu. Đừng bao giờ học thuộc những bạn khác không biết đi thi ngàn này là có điểm rồi. Các bạn sinh viên công thương, các bạn đại học tài chính marketing, các bạn đại học công nghiệp, bạn ghi ngang đây là bạn có điểm. À, cao đẳng văn hóa nghệ thuật cũng vậy nhé. À, thầy gọi chung là công thương thôi. Rồi. Thủ Đức cũng vậy, cũng lưu ý cái chỗ này. Rồi. Thằng Bi nó hỏi này. Hãy cho tôi lời khuyên để mà duy trì sức khỏe tốt. Chữ này là duy trì sức khỏe tốt, chữ này cũng có nghĩa là giữ dáng, cũng có nghĩa là duy trì sức khỏe tốt. Hai cái này như nhau các bạn ạ. Giữ gìn sức khỏe tốt, giữ dáng là như nhau mà. Như vậy thầy trả lời hai. Is it glad to talk to you? Đồng ý mấy đứa? Rồi, tôi nghĩ rằng lời khuyên là bạn nên, đúng không? Bạn nên gì? Nên chơi thể thao, đúng không? Chơi thể thao mỗi ngày. Nhớ chữ mỗi ngày là tách ra, every day tách ra, không được ghi dính nhau. Mình đa số ghi dính nhau là mình sai đấy. Tôi nghĩ rằng bạn nên chơi thể thao mỗi ngày. Bạn có thể chơi cầu lông hoặc là tennis với gia đình của bạn. Mình đưa ra lời khuyên mà. Đặc biệt là bạn không nên ăn quá nhiều, eat too much. Được không? Ăn nhiều lên calo, lên máu chết. Nghe thầy hay nói đùa. Nghe. Như vậy tùy mọi người hiểu sao mọi người vậy. Ví dụ như một bạn khác đi. Thầy đưa ra một lời khuyên của một bạn khác nhé. Hi, is it class to talk? Đây, các bạn xin công thương mỗi lần đi thi bạn thi như thế này. Tôi nghĩ rằng bạn nên chạy bộ mỗi ngày. Rồi, bên cạnh đó, bạn không nên, do not sleep a lot. Bạn trả lời rất đơn giản, được 4-5 điểm rồi kia. Không đủ từ nhưng đủ ý rồi. Như vậy, bạn nên chạy bộ mỗi ngày, và bên cạnh đó bạn không nên ngủ nhiều.
sinh viên mình ngủ nhiều, ngủ ngủ ghê gớm, mình hay nói đùa đúng không, thầy cũng là từng là sinh viên rồi, nhưng mà ngủ ít lại, ok, để mà cảm thấy sức khỏe tốt, cảm thấy mạnh khỏe hơn. Vậy nhiều cách viết, mọi người viết sao cũng được, đừng bao giờ bỏ trống giùm thầy là được nha, đừng bao giờ bỏ trống giùm thầy là được, đúng không ạ? Nhá, mọi người lưu ý nhé. Đó, thằng C, tại sao người ta muốn giữ gìn sức khỏe, tại sao người ta muốn có một sức khỏe tốt, tại sao người ta muốn giữ dáng vậy? Chữ keep fit là như nhau, chữ keep fit là giữ dáng này, rồi có sức khỏe tốt này là như nhau. Như vậy mình vẫn ghi hỏi is it like to talk to you. Tôi nghĩ rằng mọi người cứ tôi nghĩ rằng cho thầy, tôi nghĩ rằng có người ta thích giữ dáng. Câu này thầy giữ lại này, mọi người thấy thầy giữ lại cái này không? Thầy giữ lại cái câu này giống phần hai vậy đó, giữ lại rồi trả lời. Tôi nghĩ rằng người ta giữ gìn sức khỏe tốt bởi vì họ có thể sống lâu hơn, đúng không? Họ có thể sống lâu hơn và năng động hơn và cảm thấy năng động, feel active, thôi cảm thấy năng động, đúng không ạ? Rồi họ có thể gì, họ có thể tham gia là gì mọi người? Tham gia là take part in. Nếu không dùng take part in thì mọi người dùng những trò. Họ có thể tham gia các hoạt động cùng với bạn bè của họ và cùng với những bạn bè của họ dễ dàng, một cách dễ dàng, easily. Easily là một cách dễ dàng. Mọi người thấy không ạ? Rất đơn giản. Hoặc người ta giữ dáng bởi vì người ta muốn thể hiện cái đẹp trước người khác. Điều đặc biệt là người ta muốn cảm thấy năng động hơn và linh hoạt hơn trong mọi hoạt động. Mọi người nhớ thầy nói lại một tí. Đúng là phần 3 nó nhiều, đúng là phần 3 nó rối, nhưng các bạn không được bỏ trống. Các bạn phải làm, các bạn phải viết, viết bao nhiêu từ các bạn vẫn có điểm cả. Được chưa? Nhưng hãy cố gắng viết nhiều để điểm cao. Thầy chỉ nói vậy thôi. Ha, thầy nói vậy là các bạn hiểu ý thầy hết. Rồi. Bây giờ mình qua cái CLB cuối cùng đúng không? Đúng rồi, cuối cùng. Ok, đấy. Để các bạn viết cho thầy cái câu A. Ấy, cái thằng nào nó cũng hỏi tại sao hoài đấy. Đấy. Đó, thằng A. Có bộ nấu ăn nó hỏi là tại sao mày tham gia câu lạc bộ nấu ăn vậy? Rồi. Rồi mày nghĩ như thế nào về giá của lớp học vậy? Thằng C là mày sẽ đi đến câu lạc bộ thường xuyên không? Vậy các bạn trả lời cho thầy thằng A trước đi. Trả lời cho thầy thằng A trước đi mọi người. Viết thằng A thử xem. 3 phút bắt đầu. 3 phút bắt đầu các bạn. Đúng không ạ? Như vậy đó mọi người thấy không? Mọi người thấy bạn mình viết ổn. Rồi, như vậy chúng ta sẽ viết giống hai bạn này là tốt rồi nè, đúng không? Như vậy hai bạn đều 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 có những chia sẻ rất là tốt. Thằng B hỏi gì? Như vậy thằng A mọi người ha, của chúng ta sẽ trả lời giá của lớp học nói chúng ta trả lời sao? Hi, thầy sẽ viết cho mọi người xem ha. Hi, is it glad to talk to you? Tôi nghĩ rằng, viết rằng cho thầy giá của lớp học nói. À, tôi nghĩ rằng giá của lớp học nói thì rẻ cheap đúng không? Rồi vì sao rẻ? Mình nói đấy, tôi trả I pay 500.000 đồng thôi, 500 five 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 sorry 500 thousand 500 thousand đồng for the class, cho các lớp học luôn nghe. Và tôi có thể nấu và ăn được nhiều món ăn, nhiều loại đồ ăn tại câu lạc bộ đấy. Có 500 ngàn đồng thôi mà học được nhiều cái, nấu được nhiều cái, làm được nhiều cái. Thì mọi người thấy không? Mọi người thấy cái sự nỗ lực chưa? Phải đơn giản thôi. Nhưng mà đây, đây giá thì rẻ này. Vì sao rẻ? Mình nói ra trả 500 ngàn đồng này, nhưng có thể nấu và ăn được nhiều món ở câu lạc bộ này. Chứ chả nhiều bạn nói thầy ơi pay hiện tại đi thầy. Ừ hiện tại luôn nè, nó không chấm ngữ pháp mà sợ gì, đúng không? Đúng không? Đấy mọi người sẽ ghi rất đơn giản như thế này. Những bạn sinh viên khác khó khăn quá, quốc đến trên chip rồi nó rồi ghi tiếp sao? Các bạn nam ấy, các bạn nam ghi đến đây rồi các bạn hãy ghi là oh yeah, I am a student, I can pay money. Mọi người trả lời như thế người ta vẫn cho điểm, người ta vẫn cho điểm, không sao hết các bạn nam ạ. À, các bạn nam công thường, những bạn nam của các đơn vị khác,
Các bạn nhớ, cứ viết như thế là được, đừng bỏ trống là được. Mình ăn điểm là ăn điểm phần 1, phần 2 và phần 4. Nhớ nhé, nhớ nhé, được chưa? Rồi thằng C, thằng C. Câu này khó chịu hỉ. Câu này người ta hỏi how often, how often. Bạn sẽ đi đến câu lạc bộ thường xuyên chứ? Bạn sẽ đi đến câu lạc bộ thường xuyên chứ? Như vậy người ta sẽ trả lời. Trả lời như sao? 3 phút cho các bạn thử trả lời câu này được sao? Như vậy chúng ta sẽ trả lời những cái ý chính như thế này các bạn. Như vậy mức độ thường xuyên ở đây có thể là 1 lần một tuần, 2 lần một tuần, 3 lần tuần tùy. Hoặc là bao nhiêu lần một tháng tùy các bạn. Và mọi người sẽ giải thích ra là tuần nào, là thứ nào, là tháng nào là hợp lý và vì sao hợp lý. Hiểu không ạ? Như vậy cho thầy chốt lại vấn đề một tí. Cho thầy chốt lại vấn đề một tí. Đi thi. Viết. Cái quan trọng của mình là thuộc email. Thầy ghi thật to. Rồi. Phần 1, phần 2 và phần 3. Các bạn cứ làm theo cách hiểu của riêng mình. Theo cách hiểu của riêng bạn, bạn cứ làm và không có đáp án đúng và sai đâu. Mọi người đừng sợ. Mọi người cố gắng thuộc email và đi thi, gõ email xuống giùm thầy là được. Thuộc email và gõ email xuống giùm thầy là được. Được chưa ạ? Mọi người lưu ý giùm thầy cái chỗ này nhé. Như vậy, bây giờ mình cùng nhau trao đổi. Mình đang gặp khó khăn cái phần gì? Trước khi trao đổi, thầy nói lại một tí. Phần 3 này. Trước khi viết, mọi người gõ câu chào hỏi xuống. Gõ câu chào hỏi này xuống. Để thầy nhận dạng sinh viên của thầy. Được nha. Sau đó mọi người sẽ gõ lại câu hỏi, rồi mọi người sẽ trả lời. Đây. You try, gõ lại, I try. Thấy không ạ? Gõ lại câu hỏi rồi mọi người trả lời. Gõ lại câu hỏi rồi mọi người trả lời. Được chưa? Nó giống như phần 2 vậy đấy. Nó giống như phần 2 vậy đấy. Gõ lại câu hỏi rồi trả lời. Lúc trả lời, mọi người màu mè hoa lá hẹ ra. Mọi người màu mè hoa lá hẹ ra thật nhiều. Nhiều ý là tốt, nhưng đừng nhiều ý mà bị lạc đề là được. Được không ạ? Vậy đó là cách làm của phần 3. Cố gắng ngồi gõ lung tung len ten cho thầy. Gõ làm sao được 30 đến 40 từ là điểm sẽ tuyệt đối. Là điểm sẽ tuyệt đối. Rồi, các bạn có câu hỏi nào đặt cho thầy hay không? Hình chưa? Ok. Đây, giám thị nhập vào đây. Sau đó mọi người sẽ bấm chữ Next. Đúng không? Sau đó, nếu mọi người thi kỹ năng viết. Nếu mọi người thi kỹ năng viết thì mọi người sẽ nhập mã kỹ năng viết vào đây. Rồi mọi người bấm chữ Next. Và sau đó nó hỏi là are you? Bạn tên là Nguyễn Thị Bành Lá Cưng chẳng hạn. Đúng không? Như vậy, đúng họ tên của mình. Hay là Nguyễn Thị Cái gì đó, đúng họ tên của mình. Thì mọi người sẽ bấm chữ Yes. Mọi người sẽ bấm vào Yes, được chưa? Mọi người sẽ bấm vào Yes rồi. Sau đó mọi người sẽ bấm tiếp chữ. Bấm tiếp chữ gì? Mọi người xem kỹ ha. Rồi. Mọi người sẽ bấm tiếp chữ Introduction. Được chưa? Rồi. Mọi người xem đây ạ. Bài thi viết, tổng thời gian của bài thi viết là 50 phút. Tổng thời gian của bài thi viết là 50 phút. Còn đây là chỉ là phút gửi thôi. Mọi người đừng bận tâm. Đúng chưa? Rồi. Bấm start để bắt đầu. Bấm start để bắt đầu ở đây. Rồi. Có 5 câu, hãy kéo lên có 5 câu. Một số câu không thi đâu nhé. Đây là đề thi mẫu mà. Rồi, ví dụ mình nói I like running. Buổi sáng thích làm gì? Chạy bộ. Nơi yêu thích của bạn là gì? I like America. Tùy mọi người. Có động vật yêu thích của bạn là gì? I like cưng. No. I like dog chứ. Chó mà. Ok, rồi.
Thời tiết như thế nào? Is it cold? Trời lạnh, trời nóng là is it hot? Mùa yêu thích trong năm của bạn là gì? I like summer. Như vậy, đầu câu ghi hoa, cuối câu dấu chấm. Muốn ghi hoa được, muốn dùng dấu chấm, muốn ghi hoa được thì các bạn nhấn phím Caps Lock hoặc giữ phím Shift là ghi hoa. Nhớ giùm thầy nhé. Được 5 câu rồi đấy. Bấm gì? Next qua phần 2. Đây là đề thi thử nha, chứ không phải là giống cái câu hỏi mình đang học đâu nè. Rồi, bấm phần 2. Mạng chậm quá ta. Đợi thầy tí, thầy bấm phần 2 cho các bạn xem. Oh my God. Rồi, phần 2. Các bạn xem phần 2 này các bạn. Phần 2 yêu cầu viết một câu trả lời từ 20 đến 30 từ đúng không? Đấy, 20 30 từ này. Thấy không? Như vậy, nó yêu cầu là gì? Tại sao bạn thích đi du lịch? Như vậy, mình gõ lại câu hỏi lời trả lời. I am interested in travel. Đúng rồi. Because I like to discover cultures, food and languages. In particular, I want to know how people in the world live. Đó, thầy trả lời rất đơn giản. Và lúc này nó đếm cho thầy được bao nhiêu từ? Đếm cho thầy được 26 từ. Các bạn thấy góc này không? Đếm được 26 từ. Đấy, xong phần 2 nữa. Đi cứ viết xuống, bám sát vào câu hỏi, gõ xuống rồi trả lời. Nghe các em, thầy phóng to một tí cho các em xem. Đúng rồi. Như vậy đây, mọi người thấy 26 từ không? Làm xong rồi bấm tiếp phím Next là qua phần mấy? Qua phần 3. Rồi chơi phần 3 trước luôn. Nhưng đi thi đừng làm phần 3 trước, làm phần 4 trước nha. Phần 3 có 3 người nữa, thấy không? Nói quá chừng, nói gì kệ nó. Bắt đầu gõ gì? Hi, is it glad to talk to you? Rồi nó này, can you remember the first time you went on a journey by yourself? Như vậy, hỏi sao trả lời vậy? Can you là gọi là I can. Rồi có nguyên câu này xuống. Oh yeah. Đúng không? Cứ chỗ nào you thì chuyển thành I. Đồng ý không? Do sao thì chuyển thành gì? Chuyển thành gì các em? Chuyển thành myself. Hỏi nữa là nói như thế nào? Nó thì thú vị và hạnh phúc. Đó. Mọi người thấy được bao nhiêu từ đây là tức? Được 26 từ rồi nè, được B2 rồi nè. Dĩ nhiên 30 từ là điểm cao. Đúng không ạ? Đấy, mọi người có thể thêm ý. À, rồi I went to Đà Lạt. Nè, nó thì rất là thú vị và hạnh phúc. Đấy. Câu hỏi này là gì? Bạn có nhớ lần đầu tiên bạn đi du lịch một mình bạn không? Tôi có thể nhớ lần đầu tiên tôi đi du lịch một mình tôi. Tôi đi Đà Lạt chấm. Nó thú vị và vui. 31 từ. Oh yeah. Đúng không? Mình thấy mình chơi chiêu ghê không? Đấy rồi. Thằng này cũng vậy. Hải. Hay phải hu đồ Hải. Is it glad to talk to you? Đấy. Đó là the most interesting places to visit in my country. À, Bà Đen Mountain, Đà Lạt City and Vũng Tàu Beach. Mọi người trả lời ngay đây là được 28 từ rồi. Cái nơi thú vị để đến thăm trong quốc gia của bạn là nơi nào? Là Bà Đen, là Đà Lạt, là Vũng Tàu, được 28 từ nữa. Thầy viết rất đơn giản. Thầy chế vô thêm này, Phan Thiết City nữa luôn. Phan Thiết City. Ok. Mọi người thấy ngay được 31 từ. Oh yeah. Dễ không? Có gì đâu khó. Suốt ngày cứ rên hoài. Không được rên. Học với thầy là không được rên. Rồi. Thằng Si. Hi, is it glad to talk to you? Đúng rồi. Rồi gõ là câu gì? The most exciting journey I have been on. Chuyến đi thú vị nhất mà tôi đã từng đi là chuyến đi đến Hà Nội. Đến Hà Nội. Tôi đến đó cách đây 2 năm. 2 years ago. Tôi đi với bạn gái, with my girlfriend. No, my girlfriend.
Rồi, và sau đó chúng tôi chia tay. Thầy nói đùa á, ok, đúng rồi, đi đó cùng với bạn gái. Vậy được 33 từ rồi đấy. Được 33 từ rồi. Mọi người thấy dễ không ạ? Bạn chào hỏi, gõ lại câu hỏi trả lời, gõ lại câu hỏi trả lời, gõ lại câu hỏi trả lời. Dễ không các em? Dễ, dễ ồm, dễ vãi. Ha. Thầy nói như thế là mọi người phải hiểu nghe. Rồi, phần 4. Banes qua phần 4. Phần 4 là mình không cần quan trọng cái đề nó là gì, đừng nhìn cái đề luôn. Đừng nhìn cái đề, đừng nhìn cái đề, đừng nhìn cái đề, đừng nhìn cái đề. Viết email. Đi cái con đi mạnh đi, đi mạnh. Rồi. Mày khỏe không? How are you? À, nghe. Tao chắc chắn rồi. Mình lúc này mình đã thuộc email rồi nha. Mày đã đọc được lá thư của người quản lý, không, của người quản lý của chúng ta. Tôi rất là vui và hào hứng về cái nội dung của nó. It's content. Đó. Rồi, về cái nội dung của nó, tôi nghĩ rằng họ có thể chấm 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 chấm. Điều này sẽ phù hợp cho mọi lứa tuổi và mọi người có thể học được nhiều bài học bổ ích. Bạn có đồng ý không? Bạn có đồng ý với tôi không? Ok, tell me your opinion. Hãy nói cho tôi bạn nghĩ gì nhé. Xuống dòng lớp. Đấy, thuận cái đây. Đúng không ạ? Đấy, tìm mọi người. Đấy. Thuận cái này nghe kỳ quá. Rồi, Nguyễn Hà. Đúng không ạ? Như vậy mọi người thấy được bao nhiêu từ? 52 từ. 52 từ. Chưa đầy 1 phút thầy gọi được 52 từ kìa. Rồi, dưới này. Dear sir, sick madam. Dear sir, sick madam. Ghi hoa chữ S, ghi hoa chữ M. Thấy không? Cái này là mặc định không thể được sửa nữa. Rồi, tôi viết lá thư này để phản hồi thông báo của ông bà và muốn đề nghị một giải pháp, một ý tưởng gì đó. Rồi ghi, rồi xuống dòng ghi con. Tôi mong đợi nhận được lá thư của ông bà càng sớm càng tốt. Đúng mọi người. Rồi xuống đâu ghi gì? Trân trọng. Người viết ghi rõ họ tên Nguyễn Hà. Ồ dê dê. Nó xong rồi đó. Như vậy mọi người được full điểm viết chưa? Phần 3 hiểu sao làm vậy? 1, 2, 4 cứng. 1, 2, 4 là mọi người đã được ba mươi mấy 40 điểm viết rồi. Đòi gì nữa? Đòi gì nữa? Làm xong rồi bấm next. Rồi. Trước khi bấm next xong báo, ê, bốn cái màu xanh là làm đầy đủ rồi nghe mày. Làm đầy đủ rồi, bấm finish. Nếu màu xám là chưa làm đủ rồi, thầy xóa thử một câu này. Thầy xóa thử cái câu trả lời này, coi mọi người, thầy nộp bài nó sẽ báo này. Thầy, để nó báo này. Ê, cái thằng ba mày chưa làm xong này mày. Hiểu không ạ? Vậy, cái máy tính nó thông minh lắm mọi người. Mọi người làm như thế nào nó cũng chậm hết á. Mọi người không làm thì nó sẽ báo không làm. Đấy, mọi người làm chưa đủ nó sẽ báo mọi người làm chưa đủ. Được không? Vậy đó là phần mềm, đó là giao diện dự thi. Làm xong phần viết rồi bấm finish ở đây để làm kỹ năng tiếp theo. Nhưng kỹ năng viết đi thi là thi cuối cùng. Đúng rồi, kỹ năng viết đi thi là thi cuối cùng. Học là học đầu tiên nhưng thi là thi cuối cùng. Được chưa? Được chưa? Đó, như vậy có ai hỏi